chương một mộc trụy hoa tai gỗ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com năm ấy ta thấy trên chợ đồng trấn một tiểu mộc trụy được khắc bằng hạch đào màu sắc rất cổ hoa văn cũng rất mộc mạc chưa từng hung hương chỉ có mùi gỗ ban đầu thơm ngát ta rất thích liền dùng 17 đồng mua nó từ tay lão nghệ nhân cao tuổi kia lão nhân có chút bối rối cũng phải trong trấn nhỏ quạng cu ẻ nơi biên cương này điều khắc cũng không được xem là một nghề Năm đồng có thể đổi lấy một bữa ăn. Một một trụy khắc bằng hạch đào xem ra còn không đáng giá bằng một chiếc màn thầu, diệt định hơi nhíu mày. Hắn chỉ không hiểu, cũng không phải phản đối, hắn cũng không phải là một nam nhân trời sinh thích nhíu mày. Theo ta chinh chiến nhiều năm như vậy, ngày tháng trong quân ngũ gian nan khổ cực, hắn cũng không oán giận. Có lẽ là ở bên ta quá lâu rồi, hắn thỉnh thoảng cũng lộ ra một hai phần tình tự, năm qua năm, ngày qua ngày, chinh chiến cấp bách, vết tích giữa hai hàng mi cũng càng thâm ngày đó rời khỏi kinh thành là quyết định của ta theo ta là quyết định của hắn ta không giỏi ăn nói hắn trầm mặc ít lời cả tính như vậy chỉ có thể đào đất cắm rễ ở nơi biên cương hoang vu mà thôi nghĩ sao tự dưng lại mua hoa tai hắn hỏi bởi vì thấy hoa tai này có hơi giống ngươi ta cười phá ra nói thực đấy dù đã nhiều năm rồi ta cũng không biết làm sao nói dối hắn Diệp Đình dường như không ngờ được câu trả lời này, kinh ngạc nhìn ta một hồi, sau đó hạ mắt, đại nam nhân làm sao có thể như mấy cô nương mang mấy thứ này được. Hắn thấy ta đưa một trụy qua, có chút xấu hổ, không chịu nhận, cho ngươi mang trên người thôi mà. Nắm tay ta nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai cứng nhắc của hắn, tay thuận thế mở ra, hoa tai rơi xuống. Hắn đưa tay bắt lấy, treo trên thân kiếm làm vật trang sức, thật ra cũng không phải chủ ý tệ ta cười nói, hắn vẫn không nhúc nhích. Ánh dương ngày đó có chút ấm áp, màu sắc trắng sáng, bình an yên tĩnh, vậy tại sao ngươi lại trả tận 17 đồng? Cuối cùng, hắn thở dài. Dù sao mặt bắt thiếu lương thực, quân lương thường quy hết ra tiền mà tính. Trợ cấp thiếu, sinh hoạt của chúng ta ở đây cũng rất khó khăn, ta chỉ cười mà không đáp, nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng tặng hắn vật gì. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái bóng của ta, không có ai gần ta hơn hắn, lúc mới bắt đầu theo ta, hắn chỉ mới 17 tuổi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.